Suzuki GD110 nha. Xe đẹp nha anh em, xe đẹp lan can luôn nha. Xe đẹp. Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em ha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Motor nha. Và hôm nay Tuấn Motor cũng xin chúc tất cả anh em xe buýt một ngày thật là an lành nha. Và hôm nay Tuấn Motor lại tiếp tục gặp gỡ với anh em qua siêu phẩm con Suzuki GD110. Hôm qua thì em có review cho anh xem chiếc màu đen. Thì hôm nay về thêm một chiếc con màu đỏ nữa đó, xe đẹp lan can anh em đó. Hôm nay cũng tranh thủ và rửa ráy cành chỉnh vô dầu mỡ tất cả các chi tiết, rồi sẽ quay video cho anh em xem, review cho anh em xem. Anh em nào thích màu đỏ thì liên lạc cho em để chốt màu đỏ nha. Màu đen cũng có, bên em có hai phiên bản, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu đỏ. Con này thì nhìn cũng khá là tuyệt vời anh em, đồ đạc nó thì cũng còn nguyên riêng theo size hết đó, rất là đẹp đó, nước sơn đồ là còn theo xa luôn, pin không có một vết chày luôn nha, màu đỏ nữa nhìn rất là mới luôn đó anh em. Con này là hãng Suzuki nha, Suzuki GD 110 đó. Con này thì mẫu phiên bản này thì anh em rất là thích mấy mẫu phiên bản này, mà phiên bản 110 đó, phiên bản 110 mấy đấng quần tài đó anh em nhìn ha, xe đẹp lan can cản luôn nè, nhìn khá là đẹp. Cái này là anh em về anh em mua cái thùng anh em gắn vô là ok luôn. Mua cái thùng gắn vô là khá ok luôn. Con này là thì hiện tại con này thì bên cửa hàng em rao bán với cái giá là 22.500. Đó, 22.500. Anh em nào có yêu thích con này thì liên lạc cho em liền theo số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá con này. Con này ok lắm anh em. Máy móc càng đèn xi nhanh rồi đầy đủ hết. Mấy con này thì khá là lợi xăng. Đó, mấy con này thì anh em chạy 50 cho đến 55 cây số một lít xăng anh em. Mấy con này thì rất là lợi xăng nha. Đó, nên anh em nào có thích mấy dòng này thì liên lạc cho em liền. Về hiện tại bên em có hai phiên bản, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu đỏ nha. Và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu qua sát cho anh em từng chi tiết cho anh em xem. Ok, và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu cho anh em xem chiếc Suzuki GD110. Con này thì cũng mới về tại cửa hàng luôn và được bên cửa hàng Tuấn Motor rửa ráy canh chỉnh như là vô dầu mỡ rồi, rất là kỹ càng để phục vụ cho anh em. Con này là Suzuki GD110 nha, dòng xe Suzuki. Xe còn khá là đẹp anh em, hầu như là xe còn mới lan can á. Anh em nào có thích thì liên lạc cho em liền để chốt giá con này đó, để anh em nào có xe đi làm hoặc anh em đi phượt đi đồ thì anh em mới đi mấy con này, rất là đẹp đó, kiểu dáng rất là lịch lãm nha đó. Hiện tại con này thì bên em bán ra với cái giá là 22.500 đó. Anh em nào thích thì liên lạc cho em để chốt giá, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp. Và hiện tại thì bên em có ship xe toàn quốc luôn nha. Đó, có ship xe toàn quốc luôn. Anh em nào ở tỉnh không có thời gian lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Đó, anh em yên tâm. Anh em cứ xem kỹ video, cũng thấy anh em cũng thấy ân ý ha, thì anh em liên lạc liền cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá con này.
Con này thì quá tuyệt vời anh em. Đó. Dòng xe chính hãng Suzuki, đó, GD110. Rất là thịnh hành hiện nay. Đó. Hiện nay những người lớn lớn tuổi, những thanh thiếu niên, anh em sinh viên, anh em hay thích đi phượt. Đó. Anh em đi mấy dòng này rất là bền, hầu như là tuyệt đối là không bao giờ hư vạt. Vì lúc trước hiện tại bên em bán ra mấy con này khách nó đi rất là ok. Đó. Khách rất là hài lòng với dòng xe này. Giá thành rẻ, đó, xe bền, có độ bền. Và những chi tiết máy thì nói chung là khá ok luôn. Đó. Máy đứng nữa, chính hãng Suzuki. Nên thành ra nó cái độ bền rất là ok. Nên em rất là thích mấy dòng này. Hầu như là tuyệt đối nó không bao giờ nó hư vạt. Đó. Đó. Mà chạy chiếc xe rất là nhẹ luôn, máy nó rất là êm, côn đồ số rồi chi là nó rất là êm anh em. Nha, số nó rất là nhẹ nè, số nó hệ thống nó 4 số nha, nó là số tới luôn, 4, 1, 2, 3, 4 phía trước luôn. Đó, anh em map về số thì anh em cứ map dặm phía sau hoặc anh em map lên. Nói chung là tùy theo anh em. Anh em thích map thì anh em map. Anh em thích dặm phía sau thì anh em dặm. Đó, nói chung đó rất là ok. Con này thì nói chung máy map tư thế ngồi khá là ok luôn anh em. Đó, anh em ngồi ngồi nè. Đó. Con này thì 1m50, 1m55 thì anh em ngồi anh em đi vô tư luôn. Đó, trong chân vô tư. Anh em để ý ha. Kèn đèn xi nhan nó đầy đủ hết cho này, đó, đầy đủ hết. Nó con này thì nói chung khá là tuyệt vời luôn. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi nha, anh em cũng không cần làm thêm cái gì đâu. Nước sơn hầu như là bên em mới lột keo luôn. Đó, nước sơn là dán keo nguyên chiếc bên em mới lột ra. Đồng hồ của nó, Edo của nó là chạy 10.000 cây, 10.000 cây, khá là ok. Chống đứng luôn. Đó, ốc vít này thì nhìn còn khá là mới ha, rất là chất lượng. Côn này rất là nhẹ. Đó, côn thì rất là nhẹ rồi. Nói chung là con này anh em lớn lớn tụi anh em đi mấy con này thì rất là khỏe. Nó nhẹ. Hầu như là cái gì nó cũng nhẹ hết, số cũng nhẹ. Số là nó có tư thế dặm phía trước, dặm phía sau luôn. Đó, nhiều lúc anh em map thì chân gắn nó yếu, anh em map không lên được thì anh em dặm phía sau. Côn con này cũng khá là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Đèn đút rất là sáng nè. Anh em ở dưới tỉnh anh em đi bằng đêm á, chỉ cần bật đèn lên là nó sáng rồi. Bật tắt lên là nó sáng. Đó, rất là ok luôn. Đó. Nên anh em đi dưới tỉnh không có cần phải lên ga là chi nó sáng đèn, bật khóa lên, bật đèn lên là nó sáng thôi. Đồng hồ tay côn tay thắng rồi xi nhan rồi chia đèn rồi chia nhìn nước sơn nè rất là bóng, không có một vết chày luôn, không có một vết chày này nhìn để ý ha, không có một vết chày nha. À, rất là mới. Anh em nhìn nước sơn ha, bóng lưỡng luôn, giống như xe hơi này, nhìn ha, bóng lưỡng luôn. Vì nó dán keo nguyên chiếc á, hiện tại bên em lầu keo ra rồi nên thành ra nó rất là mới nha, không có một vết chày. Phục con này nhúng khá là êm luôn anh em. Máy map là nguyên ring nha, máy map nguyên ring.
rất là đẹp. Anh em rửa ráy rất là sạch sẽ. Anh em về về anh em chỉ việc vô từ mà đổ xăng rồi mình đi thôi. Đó, không có lo sữa cái gì hư cái gì hết trơn. Mấy con này thì rất là ok luôn. Nhìn ha, rất là sạch sẽ này. Bên em rửa ráy canh rất là sạch, không có vừa vết đất luôn. Nó này nhìn ha, nó rất là sạch. Nói chung xe bên em về là bên em canh chỉnh, em rửa rất là kỹ. Anh em nhìn là không có một dí đất nào trên xe luôn. Rất là sạch nè. Bây giờ khi mà anh em đã mua xe bên Tuấn Moto thì anh em yên tâm đi, yên tâm về phần xe. Nói chung xe bên em về là có đội ngũ thợ canh chỉnh rất là kỹ. Đó, nên máy móc đồ rất là hoàn chỉnh. Đó, anh em mua về anh em chỉ biết sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì hết trơn. Khá là đẹp. Rất là nhẹ nha. Quá mới không? Hiện tại là bên em có ship xe toàn quốc luôn anh em ha. Anh em để ý nghe video nào thì bên em cũng có báo giá hết đầy đủ hết cho anh em nha. Đó, nên em yên tâm. Đó. Bên nào bán xe không biết chứ bên Tuấn Mô Tô bán xe là hầu như là quay video nào là thông báo giá. Video nó rất là đầy đủ, rất là kỹ. Đó, để cho anh em tham khảo. Để anh em còn ở tỉnh anh em cần ship xe nữa. Đó, anh em ở tỉnh không lên được thì bên em có thể ship xe cho anh em luôn. Đó, anh em để ý ha. Phiên bản đỏ rất là đẹp. Nếu như anh em nào thích màu đỏ thì anh em liên lạc cho em liền để chốt giá con này liền. Đó. Bô con này là hiện tại bô con này là còn nguyên zin nha. Còn anh em nào về thích cho nó nổ lớn thì anh em về anh em ra mấy cửa hàng móc bô, anh em móc bô cho nó nổ lớn nha. Còn hiện tại bên em là bán bô zin nha. Đó, xe này là bô còn nguyên zin. Nhiều anh em thấy nhiều anh em bình luận là mấy dòng này nổ nhỏ, anh em về móc bô á. Móc bô thì anh em lên anh em ra mấy cửa hàng móc bô á, anh em móc cái bô cho nó nổ lớn lên. Nó nổ lớn lên rất là hay anh em. Đó, nhiều chiếc móc bô nổ rất là hay. Còn bên em thì thích bán ring để khách về khách đi. Còn anh em nào thích móc bô thì anh em về móc bô cho nó nổ lớn lên. Mà em nghĩ móc bô nên nổ lớn cũng hay, vì mô tô nó nổ lớn lớn thì cũng hấp dẫn. Tem của nó này nguyên ring luôn anh em. Anh em nhìn này khá là mới luôn nè. À, anh em nhìn rất là mới nha. Vì xe bên em về là bên em canh chỉnh không? Dầu bám rửa ráy rất là kỹ. Bộ có chụp inox không? Con này có vô đạp luôn ha. Có vô đạp luôn. Nó khi nào anh em để lâu hết bình thì anh em đạp máy nó nổ. Còn nếu như anh em đi thường xuyên thì mấy dòng này nó sạc rất là đều. Nó sạc bình rất là đều nên thành ra nó cái bình nó rất là khó hư. Máy móc này. Anh em cứ xem kỹ video nha. Anh em nào cần ship xa thì bên em có ship xa toàn quốc luôn cho anh em nha. Đó, anh em để ý ha. Bên em có ship xa toàn quốc luôn cho anh em. Để anh em nào cần thì bên em sẽ ship xa cho anh em. Dòng Suzuki rất là ok. Cái máy rất là đẹp. Giá thành nó cũng rất là hợp lý luôn. Đó. Mấy dòng này rất là bền. Đó nên nha, em nghĩ anh em nên mua mấy dòng này anh em đi. Thắng này, rất là chuẩn. Rất là. Nè. Mấy con này thì 110, mấy con này thì có đầu lồng hơi luôn. Có đầu lồng hơi luôn. Với hơi nè. Đây có đầu lồng hơi luôn. Đó.
Rất quá đẹp anh em. Em thấy mấy dòng nào chứ mấy dòng này em thấy quá là ok anh em. Nên nào có thích thì liên lạc cho em liền, định chốt giá con này liền, chứ em thấy con này quá là ok luôn. Ống nhựa dây rồi rất là kỹ, nó giống như dòng Suzuki. Nó sản xuất ra cái gì nè, cái nấy là rất là ok. Anh em nào xem video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi tiếp video tiếp theo nha. Đó. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ ha, lên Facebook giùm em ha, hoặc Zalo giùm em. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh á, thì anh em chịu khó bấm đăng ký kênh giùm em nha. Anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ cho Tuấn Mô Tô bằng một like nha. Anh em bấm một like để ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Nè, đây là xi nhan, đây là bông mo, và đây là xi nhan. Là em giới thiệu luôn số cho anh em xem. Ha, số của nó thì là vẫn là 4 số nha. Anh em đây số bao nhiêu thì nó hiện đây này số bao nhiêu cho anh em, để em nhận số cho anh em nha. Anh em thấy số 1 không? Là nó đang đây số 1 đó. Này, số 2 nè, đó là số 2. Nó hiện số đầy đủ hết thông tin luôn cho anh em đi rất là dễ. Ha. Số 3 nè, đó anh em thấy không? Hiện số 3 luôn cho anh em. Để anh em đi. Đó là số 4. Rồi, anh em nào về số thì dặm biết sao. Thì nó về số. Đó, số 3. Đó, và số 2 là rất ok. Đó, và số 1 là và số mo thì nằm dưới. Đó, anh em thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Và bên này cũng vậy, đây là nút nút đề máy. Nút đề máy dưới này nè. Đó. Đây là nút mở đèn, đó có ba nắp. Và đây là nút tắt máy phụ. À, anh em thấy không? Ừ. Qua bên này cũng vậy, bên này lại đây là nút kèn, đây là xi nhan trái, đây là xi nhan phải, à, này nhẹ, đây là nút cốt pha. Ừ. Còn nắp xăng đây thì anh em lấy chìa khóa anh em mở nha. Trời mưa anh em. Con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là chỉ có 22.500 thôi nha. 22.500. Nên là mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Đó. Thôi, mà không trông dài dài lâu nữa. Em sẽ chạy thử một vòng cho anh em xem. Anh em nào có thích thì ủng hộ Tuấn Ô Tô nha. Nè, anh em để máy nổ nè. Anh em bóp ra bây giờ bóp cồn vô, rồi anh em dậm phía trước là số 1 nè. Rồi anh em lên ga, anh em thở nhẹ nhẹ, em mới ra là nó chạy thôi. Nè. Anh em thấy không? Rất là ok. Tư thế ngồi chạy con này khá là thoải mái luôn nè. Nó rất là thoải mái. Ngồi rất là êm luôn. Nè, ôm cua rất là dễ. Mấy con này ôm cua rất là dễ. Nè, anh em thấy không? Ngồi chạy mấy con này rất là thoải mái luôn. À. Anh em đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang rồi anh em đi mấy con này rất là tiện lợi. Lợi xăng nè. Đó. Tư thế ngồi chạy nè, rất thoải mái, bền nữa. Này nghe tiếng máy không? Rất là nhẹ. Bộ nổ ring nhá, bộ ring nổ rất là nhỏ. Anh em thấy không? Quá ok con này. Anh em nào thích thì liên lạc cho em liền ha. Số điện thoại là 0369 nha. 669 659 để chốt giá con này liền nha. Đó, anh em để ý ha. Đó. Quá ok, tuyệt vời. Anh em thấy không? Giá thành rất là rẻ nữa, mà dòng xe chính hãng nữa. Giá chỉ có 22.500 thôi. Anh em sở hữu con xe như vậy anh em đi biết lúc nào hư. Không? Quá tuyệt vời luôn. Nhớ ủng hộ Tuấn Mô Tô bằng cách là anh em bấm like nha, để ủng hộ Tuấn Mô Tô giùm nha. Đó, bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán những xe riêng ha, xe riêng
không có độ, không có chế nha. Đó, chuyên anh Tuấn ô tô là chuyên bán xe ring, được nhiều anh em rất là thích hồi xưa tới giờ. Không có độ, không có chế, tuyệt đối là nguyên ring. Rồi, và anh kết thúc video này nha. Hẹn anh em lại video sau ha.